đỉnh nào phụ ông có bác mình làm một cái tượng này chán quá. Mình mà lau không sạch phụ ông lại bắt lau lại. Thôi mình lau sạch một tí để đỡ phải lau lại. Hai cái tượng này rõ sông chẳng hiểu tại sao phụ ông lại thích. Sao mày dùng cái này lau tượng, lau bàn thế này? Lấy nước cho ông đi. Xong rồi phớ uống nước ạ. Ông thấy chè có pha ngon lắm. Chè mày pha ngon lắm. Xong mày xuống bếp lấy ông hai cái bát nhỏ nhỏ đi. Vâng. Chè mày pha ngon quá. Cầm mạnh lên nóng quá. Phụ ông kêu con lấy bát làm gì ạ? Mày cầm hai cái bát và hai đồng xu này đi mua cho ông bát tường và bát mắm đi. Vâng ạ. Đi mua nhanh rồi về nhá. Vâng ạ. Phụ ơi, phụ ông, bắt nào mua tương, bắt nào mua mắm ạ? Ôi trời ơi, mày được bắt nào mà là được. Vâng ạ. Này tí, qua mày qua chợ ông lên tí. Phụ ông ơi, đồng nào mua tương, đồng nào mua mắm ạ? Đúng nằm là được. Trời ơi, cái gì ấy? Mà con này mua tương lâu ấy nhở? Tí qua đi tí. Ông ơi. Sao? Lúc trước có một kẹo vu ba cho ông rồi. Bây giờ con lại thèm quá. Hay là ông cho con tiền để con mua đi. Vu là tiền mày đi mua nhưng mà đấy vẫn là tiền của ông mà. Đấy là tiền ông cho mày mà. Nhưng mà đấy là tiền thưởng con làm việc chăm chỉ mà. Có phải ông cho con không đâu. Nhưng mà bây giờ ông làm có tiền. Thật đi. Con mẹ ông vẫn còn tiền trong túi mà ông cho con đi. Ông đã bảo là không có tiền rồi. Ông cho con đập con lợn của ông để lấy tiền nhá. Mày định đập lợn của ông á? Ông cứ tưởng mày đi lau con lợn của ông chứ. Con này. Nếu ông không muốn con đập con lợn của ông thì ông cho con tiền đi. Tiền trong cặp quần ông kìa. Làm gì có. Ông mà không đưa cho con là con lợn này rơi xuống đất đấy. Cẩn thận. Mày mà nắm dây con lợn của ông á, ông sẽ cắt cơm của mày. Con chỉ nói vậy thôi. Hay là ông cho con tiền đi, xong con mua kẹo Cuba rồi con cho ông ăn cùng. Thôi, ông sẽ cho mày. Này, ông có bát xô này, mày đi mua này. Con cảm ơn ông. Thế bát xô có đủ không? Có. Thế mày đi mua đi, cần gì nhá. Vâng. Còn đây này. Con đi rồi. Còn ông ơi con đi mua thì người ta bảo là mua tương nào mắm nào thì con chẳng biết con mang bát giả ông. Trời ơi, cháu mua được cái gì? Tiền của ông ấy. Trời ơi. Nhưng người ta hỏi thế con chẳng biết mua mắm nào tương nào cả. Thôi thôi, được rồi. Để tí ông nhờ con xe đi mua vậy. Thôi mày ra đống đóng mai cho ông đi. Để con đi cắt bát đấy. Uống không? Ông ấy đã cắt bát xong rồi ạ. Thế bây giờ đập lưng đi còn gì nữa. Kẹo này rồi. Xem về rồi. Kẹo này ngon lắm ạ. Đâu? Đây. Con ăn thử hôm này rồi ngon lắm không ạ? Con này. Mày đi mua mà đã ăn vụng một đường rồi à? Con có ăn vụng đâu, con chỉ ăn thử để về báo cáo ông thôi mà. Ông ơi, ngon lắm ông ăn đi. Chị Sen ơi, lấy một miếng đi. Từ từ đã. Ăn đi. Hey, I want to be a
Thầy ấm cho mày ăn này. Ngon quá. Ơ, từ đấy là con quà cho ông mà ông không thưởng cho con kẹo à? Sen lấy kẹo nó. Ngon quá. Ngon không? Ơ, cái lọ này khác ấy nhở? Màu hồng này. Đúng rồi ông, tại vì cái lần trước là của Mỹ, còn cái này là của Đức đây ạ. Ừ, thế à? Khác nhỉ? Ông bắt thử lọ này đi. Ừ, bắt cho ông. Ông bắt xong rồi, ông mở đi ạ. Mùi thơm ấy. Ngon người thử. Thơm nhỉ? Thơm đấy ông ơi. Để mình thử luôn. Chị xem mở đâu mà ngon thế. Cho mày ăn trước. Ăn xin. Thôi bây giờ đến là ông. Ngon thế nào. Tí ăn không? Ngon quá. Thôi chúng mày ăn thế thôi. Để ông cất hai hộp kẹo này nhá. Thôi chúng mày đi làm việc đi làm tí nhá. Thôi mày đi ra lau dọn tiếp đi. Tôi lau xong rồi mà. Mày đi dọn cơm đi. Mày đi quạt đi. Con lau dọn con còn bóc mày rồi. Ông còn làm tài lắm rồi. Để ông giấu đi. Không cho đi nào biết. Suốt người đòi ăn quà. Tốn tiền của ông.